Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với câu số 26, Soroeru, nghĩa là sắp xếp một cách có trật tự và làm cho nó đồng đều. Vậy thì đáp án đúng sẽ là đáp án số 1. Genkan de nuita kutsu o soroeta, đã xếp gọn lại giày. Câu số 2 này, iranai mono o soroete gomi no hi ni suteru. Câu này phải là gom lại những đồ không cần thiết, là iranai mono o atsumeru và iranai mono o matomeru. Câu số 3 này, ude doke o hazushite teburu no ue ni soroeta. Câu này nên nói là teburu no ue ni oita, cởi đồng hồ đeo tay ra và để ở trên bàn. Câu thứ 4 này, kanozo ga kuru mae ni heya o soroete oita. Câu này nên nói là heya o tatazukete oita, nghĩa là trước khi mà cô ấy đến thì tôi đã dọn phòng sẵn. Tiếp theo là câu số 27, kumitateru, nghĩa là lắp ráp, tổ chức. Dựa vào nghĩa thì chúng ta có thể chọn được ngay đáp án đúng là đáp án 3. Vì sao các đáp án khác lại sai nhé? Câu số 1 này, ketabako ni kutsu o kirei ni kumitatete kudasai. Người ta không nói là lắp ráp giày một cách đẹp đẽ đúng không? Câu này phải nói là kutsu o kirei ni narabete kudasai, hãy xếp giày một cách gọn gàng. Câu số 2 này, sore de wa futari zutsu pair o kumitatete kudasai. Trong trường hợp này người ta thường hay nói là pair o kunde kudasai, nghĩa là hai người gộp lại làm một nhóm. Câu thứ 4 này, ima wa mansion ni sunde iru ga itsuka besso o kumitatetai to omotte iru. Câu này phải là besso o tatetai to omotte iru, nghĩa là tôi muốn xây biệt thự. Câu số 28, noberu, nghĩa là bày tỏ. Câu số 28, noberu, nghĩa là bày tỏ. Chúng ta cùng đọc câu thứ nhất xem nhé. Kare wa speech de kanzoku e no kansha no kimochi o nobeta. Trong cái bài phát biểu thì anh ấy đã bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với gia đình. Vậy đáp án này đúng rồi đúng không? Câu số 2 này, nomikai de arekore noberu no wa tanoshii mono da. Câu này nên nói là arekore hanasu no wa tanoshii mono da, hoặc là arekore saberu no wa tanoshii mono da. Nói chuyện này chuyện kia đúng không? Hoặc là buôn chuyện này chuyện kia. Câu thứ 3 này, kodomo ni ehon o noberu no wa watashi no nikka da. Câu này phải là ehon o yomu no wa watashi no nikka da. Cái việc mà đọc sách cho bọn trẻ là công việc hàng ngày của tôi. Câu thứ 4, tonari no ie no ko wa mai asa kanarazu ohayou gozaimasu to aisatsu o nobete kureta. Ở câu này người ta không dùng aisatsu o nobete kureta mà nên nói là aisatsu o shite kureta. Tiếp theo câu số 29, shinsen, nghĩa là tươi mới. Chúng ta cùng đọc từng đáp án cụ thể nhé. Câu số 1 này, karera wa kotoshi haitte kita shinsen shain desu. Câu này không dùng trong trường hợp này. Trường hợp này người ta sẽ dùng là shinnyu shain desu, nhân viên mới. Câu thứ 2, watashi wa akai ya kiro nado shinsen na iro ga suki desu. Shinsen không để nói về màu sắc. Trong trường hợp thế này thì nên dùng từ azayaka na iro, có nghĩa là những màu sắc nổi bật. Câu thứ 3 này, kono biru wa sengetsu dekita bakkari de shinsen desu. Câu này sẽ phải nói là atarashii desu, nghĩa là mới, đúng không? Cái tòa nhà này mới hoàn thành vào tháng trước, nó còn rất là mới. Câu thứ 4 nhá, koko wa umi ni chikai no de shinsen na sakana ga taberaremasu. Câu này đúng rồi đúng không? Ở đây thì gần biển cho nên là có thể được ăn cá tươi. Vậy thì đáp án đúng là đáp án 4. Shinsen là để chỉ sự tươi mới, ví dụ như rau tươi hay là hoa quả tươi hay là thịt cá tươi. Các bạn nhớ nhá. Chúng ta đi vào câu tiếp theo, câu số 30. Majime, nghĩa là chăm chỉ, cần mẫn, nghiêm túc.
trong công việc hay là trong học tập. Câu thứ nhất này, 仕事で真面目な失敗をしてしまい大問題になってしまった. Ở đây nên dùng là 重大な失敗, một cái thất bại nghiêm trọng. Câu thứ hai này, 彼は真面目だから明日の宿題はもうやってあるだろう. Đúng không? Anh ấy thì là một người rất là chăm chỉ, cho nên là cái bài tập ngày mai thì chắc anh ấy đã làm rồi. Câu thứ ba này, アメリカに行った時真面目に英語で話したが全然通じなかった. Trong câu này thì nên dùng là 一生懸命英語で話す, nghĩa là cố gắng hết sức để nói bằng tiếng Anh. Câu thứ tư này, 木村さんは時間に真面目な人だから約束の時間を遅れることがない. Câu này thì nên dùng là 時間に正確な人だから, có nghĩa là một người rất là chính xác trong giờ giấc. Vậy thì đáp án đúng của câu này là đáp án 2. Và clip hôm nay của mình đến đây là kết thúc. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.